cũng gia đình nhiều người mơ cũng chẳng có, nhưng có những người đành lòng dứt bỏ chẳng lo. Người chê cái nồi cá kho, chê bữa cơm đói no cơ hàng, cất bước lên đô thành anh sống cuộc đời giàu sang. Đạo lý con người thì làm sao qua dập chân, nước mặn con thờ ngày ngày cứ hỏi về cha. Người ta bây giờ ánh nó đâu nhớ chi cánh quê cơ hàng, ừ thì cũng buồn vậy thôi, nhưng đâu biết phải làm sao. Đêm sơ bước chân dìu em qua thì trắng, sau những ngày đánh trận đưa nhau về đây trong hoang đã rồi, đêm ngày đêm lối xa lầy vùng ma quán liêu trai, tôi lấn trầm ngược xuôi đó